Ngày thứ 11 của chuyển Lộc Thành Hoa. Đây là ngọn vải thiều. Thứ nhất, các lá đã không còn lá nào. Không phải mình tuốt đâu, nó rụng tự nhiên. Cho mình dùng hóa chất. Đây. 11 ngày nó mới rụng hết lá. Sang ngọn thứ hai xem nó như thế nào. Ngọn thứ hai nó tươi hơn, bởi ngọn thứ hai hôm đấy chắc là mình phun ẩu, mình không hay phun gì đó. Thế là mấy hôm sau mình phải vặt cái cái lọc ấy đi Thôi mình làm video hiểu mà khéo léo ấy Thì vặn đi sau một thời gian nó tuột khớp rồi Ngọn thứ ba là ngọn u hồng Mình nghi ngọn này thất bại Bởi vì trong này rất là ốm Những ngọn khác còn không ra được cái gì Mà u hồng bây giờ hết tiết ra hoa rồi Cho nên mình nghĩ thất bại nhé Cảm ơn các bạn xem video